Kính thưa quý vị, cậu bé học sinh Trung Quốc phá kỷ lục thế giới về nhảy dây. Tin từ Dubai, một cậu bé 11 tuổi ở Trung Quốc đã thiết lập hai kỷ lục thế giới mới tại một cuộc thi nhảy dây quốc tế. Zhang Xiaolin, học sinh của trường tiểu học Quy Sinh ở thành phố Quảng Châu, miền Nam Trung Quốc, đã lập hai kỷ lục thế giới về môn nhảy dây, gồm 108 lần nhảy trong 30 giây và 548 lần nhảy trong 3 phút tại cuộc thi vô địch nhảy dây học đường thế giới tổ chức ở vận động trường Nat Al Sheba Sport ở thành phố Dubai vào tháng trước. Màn nhảy dây xuất sắc của cậu học sinh 11 tuổi khiến ban trọng tài quốc tế không thể tin vào mắt của họ. Thực tế, họ đã phải xem lại nhiều lần từ video chiếu chậm trước khi quyết định cậu đã lập các kỷ lục thế giới mới. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin, các học sinh từ trường tiểu học Quy Sinh đã giành 27 huy chương vàng trong tổng số 29 hạng mục. Zhang cho biết trong một cuộc phỏng vấn với đài CCTV sau khi trở về nhà ở thành phố Quảng Châu, cậu đã cần phải quay dây thật nhanh để giữ thăng bằng cho phần trên cơ thể. Ban tổ chức cho biết, giải vô địch thế giới sắp tới được dự kiến thực hiện tại Thụy Điển vào tháng 7.